Hôm nay là tôi giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mới đầu tôi loại này tôi làm lâu rồi, làm một thời gian gần đây rồi. Thế nhưng mà lần đầu tiên tôi công bố rộng rãi cho mọi người biết, đây là sản phẩm quạt bão chạy bằng lưới điện 3 pha, dùng cho các trang trại nuôi gà, trang trại nuôi chim bồ câu, trang trại nuôi trâu rồi trang trại nuôi bò. Bởi vì trong những trang trại này người ta đăng ký điện 3 pha để dùng cho nó giá thành nó được rẻ hơn. Đấy, thì đây là hôm nay là tôi giới thiệu rộng rãi cho mọi người biết, đây là cái chiếc quạt bão chạy điện 3 pha. Đây là ba cái dây này, là ba dây thò ra để nối với lưới điện 3 pha và cũng vẫn có chức năng bình thường. Chức năng thì là chúng tôi nhập bằng cái loại chức năng bánh răng sắt nhá, không phải bánh răng nhựa đâu. Bánh răng trên thị trường là bánh răng nhựa nhưng đây là bánh răng sắt nhá. Nên nó rất là bền. Thế còn cánh này là cánh chịu lực là bằng nhựa đặc biệt nên là lấy búa đập không được gì. Còn đây là chức năng này, đấy, chỉ cần bật đây là quay thôi. Thì hiện tại giờ riêng loại quạt 3 pha này là chúng tôi hiện tại ở xưởng tôi là có hai loại, một loại là không có số và một loại là có số. Thì loại có không có số thì chúng tôi đang bán lẻ ra là với giá là 1.300.000. Thế còn loại có số thì chúng tôi bán là 1.400.000. Riêng cái loại này khỏe cực kỳ luôn, nếu tốc độ gió của nó thì nó phải khỏe bằng, tức là ba cái quạt dùng cho đám cưới cũng không gió bằng một cái quạt này. Các bạn cứ lưu ý thế. Mà công suất này lại không phải là cao. Công suất của nó chưa đến 200W, khoảng độ trên dưới 200W một chút thôi. Đấy, còn quạt đám cưới của nó là 208W, có loại 220W. Thế nhưng mà riêng cái quạt này là một cái quạt này là có thể lượng gió bằng cỡ khoảng độ ba cái quạt đám cưới đổ lên. Mà nó rất là nhẹ luôn. Tất cả chân đế lồng cánh này là tất cả tổng thể của cái quạt này nó chỉ rơi vào cỡ chưa đến 10 cân. Coi như là chân đế lồng cánh này tất cả này tôi nhập của một công ty chuyên sản xuất quạt. Vì tôi đã hợp tác cái công ty chuyên sản xuất quạt này nên là cái chất lượng rất đồng đều. Thì coi như là hôm nay tôi công bố rộng rãi cho mọi người biết như thế. Đấy, thì hiện tại là có hai loại. Đấy, nhắc lại là có hai loại quạt. Ba pha là một loại có số và một loại không có số. Thế loại có số thì là tôi bán 1.400.000 và loại không có số là tôi bán 1.300.000. Đấy, đây hình thức đây này. Đấy. Đây là hình thức đằng trước. Đây hình thức đằng trước đây. Đấy. Vì ở nhà không có lưới điện 3 pha nên là tôi cũng không cho mọi người thưởng thức được cái lượng gió của nó được. Thế nhưng mà lượng gió này, cái này chạy cực kỳ mát nhá. Đấy, vì là nó là điện 3 pha nên nó chạy mát chứ nó không có phát nhiệt như là cái loại 1 pha. 1 pha dù sao nữa nó phát nhiệt, cái này chạy rất là mát luôn. Mát của motor ấy. Đấy. Đấy. Thì là coi như vậy là tôi nhập hết tất cả chân đế lồng cánh, tôi chỉ có khác cái người cái là tôi trực tiếp tôi quấn cái ruột bên trong này thôi. Đấy, trực tiếp quấn cái ruột bên trong này. Thế nên là chất lượng là đều được kiểm chứng ngon nghẻ mới bắt đầu xuất xưởng. Đấy, hôm nay là cũng thông báo lần đầu tiên tôi thông báo rộng rãi cho mọi người thế nhá.